Chương 4027, trường thành gặp phải. Người có thể xưng tổ, không nhất định có thủy tổ tu vi, nhưng tất nhiên tại nào đó một lĩnh vực có phi phàm thành tích. Nho tổ thứ nhất, là người khai sáng, từ không tới có. Nho tổ thứ hai, là người phát xương quang đại, đem nho đạo đẩy tới đỉnh phong, truyền đạo vũ trụ. Nho tổ thứ ba, sáng tạo hạo nhiên chính khí, là nho đạo đệ tử mở ra một đầu tu võ luyện thể đường. Nho tổ thứ tư, lấy họa nhập đạo, lấy đức dục nhân luật kỳ mặc dù không phải người khai sáng, cũng không giống nho tổ thứ hai như vậy đăng phong tạo cực, nhưng là nho đạo nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hắn đồng thời kế thừa nho tổ thứ hai tinh thần lực cùng nho tổ thứ ba hạo nhiên chính khí, niên kỷ không đến mấy triệu tuổi, liền tinh thần lực phá cấp 90, võ đạo phá bất diệt vô lượng. Long chủ từng nói, nó tu luyện thiên tư còn cao hơn mình, nếu không có vẫn lạc, tương lai đều có thể tinh thần lực thủy tổ. Thanh túc nhìn xem trên tranh chỗ vẽ, cảm thấy dùng mình, nói, nho tổ thứ tư sẽ không còn sống a. À. Chỉ giao vì đó hít thở không thông một cái chớp mắt, ngắm nhìn bốn phía, lại phóng thích thần niệm dò xét toàn bộ bắc cực chủ tinh. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm túc rất nhiều, nói chúng ta gặp được nho tổ thứ tư nhuốm máu nho bào, cũng tại thiên nhân thư viện tìm tới hắn lưu lại tàn quyển tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn đã vẫn lạc. Nhưng chết không thấy thi. Chỉ giao nói có đôi khi chúng ta nhìn thấy là người khác muốn chúng ta nhìn thấy chúng ta tìm tới đáp án, là người khác bố trí tỉ mỉ lưu lại đáp án. Bạch, Trương Nhược Trần lấy thần quang cùng quy tắc bao khỏa chỉ giao, thanh túc, lần nữa đi vào đế tổ thần quân ngự hạm đỗ chi địa. Sớm đã hạm đi vô tung, lại lập tức chạy về rừng ở vịnh biển thần hạm, lưu thủ thần hạm tu thần thiên thần, nhìn xem vội vã mà quay về bọn hắn, thần sắc dị dạng, nói các người đây là biểu tình gì. Nhìn thấy bản thân, các người tựa hồ thật bất ngờ. Thanh Túc nói, đương nhiên ngoài ý muốn, ngươi cũng không biết, chúng ta vừa rồi tao mộ cỡ nào hung hiểm sự tình." Tu thần thiên thần ánh mắt khinh thường, nói, "Một cái đế tổ thần quân mà thôi, nói gì hung hiểm. Căn bản đều không cần Trương Nhược Trần xuất thủ, chỉ giao cùng Táng Kim Bạch Hổ liền có thể dạy hắn làm người." "Làm sao? Có khác cường giả?" Chỉ giao nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Trương Nhược Trần, nói, "Suy tính có thể có kết quả." "Suy tính?" "Tự nhiên là đế tổ thần quân, muốn suy tính vị kia màu xanh nho y lão giả?" căn bản chính là việc không thể nào. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói thiên cơ hỗn loạn, có người giúp hắn xóa đi hết thảy vết tích, lần này chúng ta xem ra thật gặp nhân vật lợi hại. Chỉ giao nói, muốn hay không cáo chi hạo thiên, không cần thiết, cha quẩn chân gia nhập vĩnh hằng thiên quốc, đã là bầy ở ngoài sáng sự tình. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, đế tổ thần quân có chính hắn ý nghĩ cùng lý niệm, cho nên, mới có thể đạt tới hôm nay tu vi như vậy độ cao, tương lai cũng sẽ có vô hạn khả năng như hắn biến thành hạo thiên hoặc là ta phụ thuộc, đã mất đi khả năng phán đoán của mình cùng quyết sách năng lực, như vậy tương lai hắn là không thể nào đạt tới thiên tôn cấp. Cho nên, vô luận là ta, hay là hạo thiên, mặc dù tương lai sẽ cùng hắn dần dần từng bước đi đến, nhưng nhất định sẽ tuân theo nặng lựa chọn của hắn. Trừ phi hắn trước làm địch nhân của chúng ta, thanh túc nghe được trương nhược trần như vậy khách quan đánh giá đế tổ thần quân, cảm động đồng thời, đối với hắn cũng tâm tính bội phục tới cực điểm, đầy dẫy hâm mộ dạng này dung người chi tâm, mới có thể được xưng tụng là đế giả. Thanh Túc nói, thần quân một mực xem sư tôn là bản thân, xem hạo thiên làm gương, coi như lựa chọn một đầu không giống với con đường, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi là địch. Giống hắn tồn tại dạng này, chắc chắn sẽ không ruồng bỏ điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Đế tổ thần quân tại tất cả hoàng đạo đại thế giới tu sĩ trong lòng, đều là thần thoại một dạng tồn tại. Bất kỳ một cái nào đạp vào con đường tu luyện tu sĩ trẻ tuổi, đều đem nó coi là mẫu mực thanh túc chính là xuất thân hoàng đạo đại thế giới có thể bái trương nhược trần vi sư càng là đế tổ thần quân một tay thúc đẩy chuyện này đối với nàng mà nói có thể nói là cải biến nhân sinh đại cơ duyên vô luận là trong lòng kính ngưỡng hay là phần kia đội ơn nàng đều nhất định phải đem lời này nói ra thanh túc bắc trạch trường thành ngươi cũng đừng đi quá nguy hiểm về côn lôn giới đem bức họa này giao cho vấn thiên quân đưa tiến thanh túc về sau Trương Nhược Trần liền bắt đầu bố trí không gian truyền tống trận. Bắc Trạch Trường Thành thực sự quá xa xôi, lấy vạn ước giảm tính toán, bình thường thần linh dù là phi hành 100, 0005 đều không thể đến. Lúc trước, Phi Mã Vương lấy vô lượng cảnh thực lực, cũng tốn hao 19 năm mới từ Bắc Cực chủ tinh đuổi tới Bắc Trạch Trường Thành. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại tự nhiên không cần lâu như vậy. Nhưng, hay là cần bố trí trận pháp, tiến hành nhiều lần truyền tống. Chỉ giao dòm nhìn tinh không, nói quá nguy hiểm, người để thanh Túc đưa bức tranh, có thể sẽ hại chết nàng. Thần giới đường lối cùng minh tổ phe phái hay là không giống nhau lắm, vị kia lão giả nho bào màu xanh, tuyệt đối sẽ không xuất thủ đối phó thanh túc. Chân chính đỉnh tiêm cấp độ nhân vật, tự có nó ngạo khí, chỉ ít cũng phải là bất diệt vô lượng mới có thể vào mắt của bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, trận pháp đã thành, đi. Chấm, vũ trụ rộng lớn, không có trên dưới trái phải trước sau thuyết pháp bắc trạch trường thành cũng không phải là một đầu dài thẳng hoàn chỉnh tường thành sớm đã cắt thành vô số đoạn sen vào nhau lơ lửng tại hư không có vẻn vẹn mười mấy dặm dài có mấy chục vạn dặm còn chưa hết căn bản không nhìn thấy bờ không biết nó hoàn chỉnh thời điểm đến cùng đến cỡ nào dài phải chăng vắt ngang toàn bộ vũ trụ tiến vào bắc trạch trường thành chỗ tinh vực không gian quy tắc liền hoàn toàn khác nhau phân bố có thật nhiều vết nứt không gian vòng xoáy không gian lỗ sâu không gian Nơi này không gian hỗn loạn lại rách dưới, giống vũ trụ cuối cùng. Trong đó một đầu dài đến vạn dặm tàn tường trung bộ, tọa lạc có một tòa đen kịt chiến thành. Chiến thành là một viên tinh cầu đào giống sau xây thành, sắt hàm lượng đạt 6 thành, cực kỳ cứng rắn. Phượng Thiên mang theo mạng che mặt, cầm trong tay cắt tường như ý, đi vào tòa này rách dưới chiến thành. Phía sau nàng là một đám vận mệnh thần điện thần cảnh cường giả, tam ti thập nhị cung thủ lĩnh đến hơn phân nửa, từng đạo vận mệnh chi môn lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Năm đó, 72 trụ ma thần thức tỉnh, nơi này là vô cùng trọng yếu một chỗ chiến trường. Nàng nói, viêm cự không có tham dự trận chiến kia, rất là hiếu kỳ nói, tòa này chiến thành, có thể nào tiếp nhận vô lượng cấp chiến đấu mà không hủy diệt. Phượng Thiên nâng lên các tường như ý, huy sái vận mệnh thần quang, lập tức, chung quanh thiên địa quy tắc bị dẫn động. Không gian tựa như một trang giấy triển khai, ẩn tàng thiên địa hiển hiện ra bùn đất màu đen, chất đầy hư không, hướng nơi xa kéo dài. Tài quyết tôn giả nói, bắc trạch trường thành nguy cơ tứ phía, không gian quỷ dị việt luân, nhìn như bình thường phong hỏa đài, đều có thể chất chứa có đại hung. Mọi người tốt nhất đều cẩn thận một chút, lúc này, huyết đồ từ một tòa phong hỏa đài bên trong bay ra, rơi vào chiến thành bên trong. Trên người hắn áo giáp huyết hồng, khí thế hùng hồn. Hóa thành nhân hình huyết diệp ngô đồng, trên mặt nghi ngờ, nói, ngươi vừa rồi đi nơi nào. Huyết diệp ngô đồng thế nhưng là biết, lại xuất phát trước, huyết đồ đem vợ con của mình đều đưa đi diêm la tộc, bởi vậy, một mực đề phòng hắn. Bản hoàng tự nhiên là đang tìm kiếm trọng minh lão tổ tung tích. Huyết đồ một phái ngạo nghễ thần sắc, huyết diệp ngô đồng nói, lấy điện chủ cường độ thần hồn, phàm là trọng minh lão tổ ở đây lưu lại vết tích, chắc chắn sẽ bị cảm giác được, đến phiên ngươi tìm kiếm. Trên đường đi, ngươi liền thần thần bí bí, thường xuyên rời đội, ta có lý do hoài nghi ngươi có phải hay không tại hướng minh tổ phe phái truyền tống tin tức. Huyết đồ giận dữ, nói, ngươi quá coi thường bản hoàng. Bản hoàng nếu muốn đầu nhập vào minh tổ phe phái, không cần chờ tới bây giờ. Hải thượng U nhược chính là bây giờ sinh mệnh thần cung cung chủ, tụ tập tại bên người nàng, phần lớn là hải thượng gia tộc thần linh. Huyết diệp ngô đồng cùng huyết đồ cũng không phải là lần thứ nhất cãi lộn, nàng là không cảm thấy kinh ngạc. Đi vào phượng thiên bên người, Hải thượng U nhược nói, trên đường đi đều không có trọng minh lão tổ khí tức, vĩnh hằng thiên quốc có phải hay không là cố ý dẫn chúng ta tới đây, trên thực tế, mục tiêu là hắc ám chi uyên phòng tuyến. Phượng Thiên nói, hắc ám chi uyên phòng tuyến hủy diệt, không phù hợp vĩnh hằng thiên quốc trước mắt lợi ích. Bắc trạch trường thành nối ngang đông tây, không biết dài đến bao nhiêu vạn ức dặm, muốn tìm trọng minh lão tổ, khẳng định cần tốn hao một chút thời gian. Vừa dứt lời, một đạo vô cùng to lớn bóng đen, từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, giống như là một cái cự điểu. Lão tổ tinh thần lực đạt cấp 93, muốn che giấu khí tức cùng thiên cơ há lại việc khó. Phượng Thải Dực, người không biết lượng sức, dám đến đây bắc trạch trường thành, không khác là chịu chết. Khổng tước thiên hậu thanh âm, từ thiên khung truyền đến. Hải thượng u nhược huy kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành thời gian trường hà, đánh về phía trong hư không bóng đen. Là thời gian kiếm pháp, trong hắc ám không gian vặn vẹo, thời gian trường hà biến mất vô tung vô ảnh. Huyết Diệp Ngô Đồng càng thêm hoài nghi Huyết Đồ, chừng mắt đi qua, nói còn nói không phải ngươi từ xuất phát đến bây giờ Điện Chủ một mực sử dụng vận mệnh áo nghĩa che giấu Thiên Cơ, chỉ có ngươi rời đi. Nói nàng liền muốn xuất thủ bắt Huyết Đồ, nhưng bị Bàn Nhược ngăn lại. Ta có thể đảm nhận bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội vận mệnh Thần Điện. Bàn Nhược nói, Huyết Đồ vội vàng nói theo, hay là sư tổ rõ lý lẽ phản bội vận mệnh Thần Điện, ta phải có lá gan này a. À? một mực ôm kiếm không nói thiếu, rốt cục mở miệng, nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc nếu có thể dẫn chúng ta tới Bắc Trạch Trường Thành, cũng liền có thể đem chúng ta tới Bắc Trạch Trường Thành tin tức nói cho Trọng Minh Lão Tổ. Mục đích của bọn hắn, chính là để cho chúng ta tại Bắc Trạch Trường Thành đấu. Hoài nghi mình người không có ý nghĩa, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Kết trận, bàn nhược dẫn đầu gọi ra một cây trận kỳ, trùng điệp cắm trên mặt đất. Tụ tại bên người nàng nộ thiên thần cung chư thần, cùng nhau phóng thích vận mệnh chi môn cùng thần khí, thôi động trận kỳ. Thiếu, hải thượng u nhược, huyết đồ, thiền minh nhã, viêm cự. Các loại vận mệnh thần điện mới phát vô lượng cảnh cường giả, cùng thế hệ trước cung chủ cùng tôn giả, riêng phần mình thôi động trận kỳ, tạo dựng ra một tòa cỡ nhỏ vận mệnh thập nhị tướng thần trận. Trên thực tế, tòa này vận mệnh thập nhị tướng thần trận cũng không nhỏ, bên trong thần linh vượt qua ngàn tôn. Gọi hắn là cỡ nhỏ, là bởi vì chủ trì 12 cung thần linh tu vi nội tình yếu kém, không cách nào phát huy ra vận mệnh thập nhị tướng thần trận toàn bộ uy năng. Mang theo nhiều như vậy thần linh đến đây, cũng không sợ toàn bộ chết tại Bắc Trạch Trường Thành. Như đều chết tại Bắc Trạch Trường Thành, vận mệnh thần điện cũng liền vong. Một tôn lại một tôn yêu khí nồng đậm thần linh, xuất hiện tại chiến thành bốn phía. Bọn chúng thân màn thể khổng lồ, có chim có thú. Trong đó một cái, vẻn vẹn đầu lâu liền so chiến thành lớn mấy lần hai mắt vàng óng ánh, giống như là có thể một ngụm nuốt mất toàn bộ tinh vực. Có yêu tộc thần linh, trên thân tử khí thịnh vượng, bao phủ tại trong mây xám, hiển nhiên là cường giả thời cổ đoạt xá chính mình thi thể trở về. Trọng minh lão tổ từ lúc mới bắt đầu lý niệm liền cùng hạo thiên không giống với, một mực tại thích cực tiếp dẫn cường giả thời cổ tàn hồn. Đúng là như thế, hắn nắm giữ trọng yếu nhất lực lượng, xưa nay không là yêu tộc chư thần mà là những này giấu ở chỗ tối cường giả thời cổ. Phượng Thiên hai con người khóa chặt một tôn đứng tại trên tàn tường thân ảnh màu đen, người này khí thức kinh khủng nhất, tử khí thịnh vượng, không có hai chân, chỉ có một đầu mọc đầy lân phiến cái đuôi. Đăng tổ toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen, đón lấy Phượng Thiên ánh mắt, âm trầm cười nói, hư phong tấn cùng không phạm nộ ở đâu, sẽ không thật chỉ có người một người đến đây a à. Huyết đồ giống to, người ánh mắt gì, chúng ta không phải người sao. Quang vũ màu xanh từ trên trời giáng xuống, giải đầy chiến thành. Trọng Minh lão tổ lấy nhân loại bộ dáng hiện thân, đứng tại trong mưa ánh sáng, tràn ngập văn nhã khí độ, cười nói: "Hắc ám chi uyên, minh sơn sụp đổ, thái cổ thập nhị tộc phát sinh biến đổi lớn, địa ngục giới phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, hư phong tấn cùng không phạm nổ tới không được." Phượng Thiên ánh mắt lạnh nhạt, nhìn khắp bốn phía, nói: "Không cần bọn hắn hai vị đến đây, bổn điện chủ một người liền có thể dẹp yên nơi đây." Như còn có những người khác, toàn bộ kêu đi ra, không phải vậy liền các ngươi những này hoàn toàn không đủ giết xem ra phượng điện chủ còn chưa có biết rõ ràng tình thế đăng tổ châm chọc cười một tiếng phóng thích bất diệt vô lượng trung kỳ khí tức vô số quy tắc thần văn ngưng hóa thành một đạo thần thông đại ấn đánh vào tiến chiến thành không biết sống chết phượng thiên vung tay áo ném ra các tường như ý như ý xoay tròn phi hành đánh xuyên thần thông đại ấn đem đằng tổ trước người xương mù sám đánh cho nổ tung đằng tổ sắc mặt kinh biến lập tức hiển hóa ra dài ngàn dặm đằng xa bản thể hướng thâm không bỏ chạy phốc phốc nó khoang bụng bị cát tường như ý đánh xuyên qua thì huyết nhuộm đỏ mấy ngàn dặm trường thành thu trọng minh lão tổ sao lại buông tha cơ hội khó có này lập tức phóng thích tinh thần lực ngưng tụ thành một đầu màu xanh thác nước đem cát tường như ý quấn quanh muốn đem kiện này vận mệnh thần điện thần khí thu lấy cùng tinh thần lực tu sĩ quyết đấu tất nhiên là muốn cận thân giao phong mới có ưu thế Phượng Thiên triển khai một đôi chói lọi sáng chói cánh chim phượng hoàng bay ra chiến thành, tốc độ đánh vỡ không gian quy tắc xuất hiện đến trọng minh lão tổ trước người, cùng vô số quy tắc trật tự đụng vào nhau. Trọng minh lão tổ sớm đã ở xung quanh người tạo dựng phòng ngự trật tự cùng thần trận, căn bản không sợ Phượng Thiên, ngược lại lộ ra một đạo cao thâm mà chắc ý cười. Phượng thải dực người quá tự cho là đúng, đạt tới thiên tôn cấp liền có thể vô địch sao? bắc trạch trường thành bán tổ đến đây đều chưa hẳn có thể sống huống chi là ngươi xoạt ngô đồng thần thụ tại phượng thiên hướng trên đỉnh đầu hiển hiện ra từng đầu sợi dễ như là ngàn vạn thần long xuyên thấu thế giới chân thật thế giới hư vô ly hận thiên sức mạnh công kích từ từng cái phương vị mà đến căn bản không cho phượng thiên cơ hội chạy thoát muốn đem nàng trấn áp cây này ngô đồng thần thụ lại yêu tổ gieo xuống cùng yêu tổ lính cùng một chỗ dáng lâm đến thời đại này ẩn chứa uy năng có thể nghĩ. Âm âm, thiên đỉnh từ phượng thiên trong tay áo bay ra, tỏa ra vận mệnh quang hoa chiếu sáng tinh không, cùng ngô đồng thần thụ gốc dễ đụng thẳng vào nhau. Không gian mảng lớn nổ tung, trọng minh lão tổ sắc mặt có chút ngưng tụ, lập tức hướng về sau lùi lại, cùng phượng thiên kéo dài khoảng cách. Đi hướng nào? Phượng Thiên quanh người hiển hóa ra vận mệnh thập nhị tướng 12 loại lực lượng, một chỉ điểm ra. 12 cỗ lực lượng vận mệnh xoay quấn ở cùng một chỗ, giống xoay tròn quang toa, đánh xuyên tầng tầng phòng ngự thần trận cùng trật tự, thẳng hướng trọng minh lão tổ mi tâm. Trọng minh lão tổ đành phải từ bỏ thu lấy cát tường như ý, năm ngón tay bóp chảo, dẫn hư không lôi điện, nghênh kích phượng thiên đạo chỉ kinh này. Phốc phốc, không diệt pháp nhất lực lượng vận mệnh cường hoành cỡ nào, đánh xuyên qua trọng minh lão tổ dẫn tới mấy chục đạo hư không lôi điện, rơi vào trên người hắn, đem hắn đánh cho rơi bay ra ngoài. Ngay tại Phượng Thiên phải ngồi thắng truy kích thời khắc, Đột nhiên phát giác được, nàng cùng cát tường như ý liên hệ gãy mất. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bao thẳng tắp mà hùng vĩ thân thể, đứng ở một tòa phong hỏa đài bên trên, trong tay chính vuốt vuốt cát tường như ý. Hắn nói, rõ ràng như vậy bẫy dập, là cá nhân cũng sẽ không hướng bên trong nhảy, người lại đến rồi. Liền ngươi như vậy tâm tính, cũng xứng làm vận mệnh thần điện điện chủ.